anh em đã quá mệt mỏi với việc cứ phải lau nhà quét nhà mỗi ngày đúng không xin chào anh em mình là khương hôm nay mình sẽ nói về con dbot x omni con robot hút bụi lau nhà xịn nhất trong gia đình những cái sản phẩm của Ecovacs. anh em nào chưa từng nghe qua hay chưa từng biết tới x omni thì mới nhìn sẽ thấy nó hơi lạ đúng không bình thường những con robot hút bụi nó có hình tròn mà sao con này lại có hình vuông lý do mà nhiều hãng không muốn làm robot hình vuông là tại vì cái hình dáng này sẽ khiến cho con robot kém linh hoạt hơn trong không gian chật chội và phức tạp khả năng quay đầu của nó cũng vì thế mà khó khăn hơn Bên cạnh đó thì robot hình vuông cũng đôi khi khiến cho robot va chạm mạnh vào đồ nội thất, khiến cho cả robot lẫn đồ nội thất đều bị hỏng hóc. Nhìn chung thì các đặc tính vật lý chỉ ra rằng một con robot hình vuông sẽ không bao giờ có độ linh hoạt cao bằng một con robot hình tròn. Thế nhưng mà Ecovac đã giải quyết rất là tốt vấn đề này bằng cách tối ưu thiết kế tổng thể của cái con X2 Omni này và nâng cấp cho nó rất nhiều cảm biến cũng như là thuật toán mới để cho nó trở nên thông minh hơn. X2 Omni có bề ngang nhỏ hẹp hơn tới 4 cm so với những cái con robot hình tròn thông thường cho nên là nó rất là dễ luồn lách qua những cái góc hẹp và phức tạp. Từ đó thì cái khả năng di chuyển của nó sẽ vẫn giữ được cái độ linh hoạt so với những con robot hình tròn khác. Bên cạnh đó thì khi tạo ra cái con X2 Omni này thì Ecovac đã trang bị cho nó tới hơn 40 loại cảm biến khác nhau, có nghĩa là nhiều hơn 25% so với đời trước. Đồng thời nó cũng được sử dụng thuật toán đặc biệt dành riêng cho nó luôn. Cho nên là bây giờ các nhược điểm của một con robot hình vuông đã được giải quyết một cách rất là triệt để và trong quá trình sử dụng thì mình thấy con X2 Omni vẫn di chuyển cực kỳ linh hoạt và không hề kém cạnh gì so với một con robot hình tròn cả. Nhờ những cái cải tiến trên mà nhược điểm của một con robot hình vuông không chỉ được giải quyết ở trên con X2 Omni mà nó còn có thể tận dụng được những ưu điểm của cái hình dáng độc đáo này. Đầu tiên có thể kể tới là cái khả năng làm sạch góc và cạnh tường tốt hơn đáng kể so với những con robot hình tròn. Ở phần góc tường thì Egovac nói rằng X2 Omni có thể làm sạch hơn uh, những cái dạng robot thông thường tới 99.7% và mình thì không có quan tâm về những con số đâu nhưng mà hiển nhiên thì nó phải dọn tốt hơn bởi vì nó hình vuông, nó chen vào cái góc vuông tốt hơn và nhờ vào cái hình dáng độc đáo này mà hãng đã tự tin loại bỏ bớt đi một chỗ cạnh. Uh, trải nghiệm sử dụng thực tế của mình cho thấy việc chỉ hoạt động bằng một chỗ cạnh hoàn toàn không ảnh hưởng đến khả năng làm sạch của con X2 Omni này một tí nào cả. Anh em biết không? Cũng nhờ vào cái hình dạng chữ D này nè mà chổi hút của nó đã được đặt gần ở cái mép cạnh trên của con robot hơn ở vị trí này thì vô cùng có nhiều lợi ích luôn. Đầu tiên là gần mép hơn, đồng nghĩa với việc nó sẽ hút sạch hơn ở các khu vực gần mép tường. Lợi ích tiếp theo là khi mà được đặt gần sát mép á, thì cái chỗ hút bây giờ trên con X2 không còn bị vướng hai cái bánh xe hai bên như là những con robot hình tròn nữa. Mà bây giờ nó đã được làm dài hơn lên tới 20cm. Nó càng dài, nó càng rộng thì khả năng hút bụi của nó sẽ càng mạnh hơn. Cộng với cái lực hút 8.000 Pascal nữa là một cái con số rất là lớn. Do đó thì cái khả năng hút bụi của con này phải nói là không có gì để bàn cả. Bên cạnh việc được trang bị thêm rất là nhiều cảm biến để nâng cao các giác quan để cảm nhận môi trường tốt hơn thì X2 Omni có một điểm rất khác biệt so với những con robot flagship của những hãng khác đó là cái cục ULIDAR ở trên đầu robot giờ đã được tích hợp thẳng vào bên trong thân máy của con robot để giúp nó có thể mỏng hơn nhờ cái việc tích hợp lidar vào trong thân máy thì bề dày của con robot này chỉ là 95 mm thôi mỏng hơn khá nhiều so với những đối thủ khác ở trong tầm giá và cũng nhờ vậy và nó dễ chui vào những nơi có gầm thấp như là tủ hay là kệ dọn dẹp sạch những cái phần bụi đóng bên dưới tủ kệ này sẽ phần nào khiến cho không khí trong nhà của anh em chất lượng cao hơn sạch sẽ hơn và đối với những người có hô hấp rất là nhạy cảm như mình dễ bệnh về mũi như mình thì mình rất là thích điều này bởi vì khi mà gió hay là cái không khí nó thay đổi nó làm cho những cái phần bụi mịn đóng ở dưới đây nó bay và mình sẽ vô tình hít những cái phần bụi mịn đó vào trong cơ thể mình. Loại cảm biến LiDAR mới ở trên Core X2 được nằm ở bên cạnh trái của con robot. Về lý thuyết là sẽ bị thu hẹp tầm quét so với những cái loại cảm biến LiDAR đặt ở phía trên đầu bởi vì nó có thể quét được 360 độ. Thế nhưng mà bù đắp lại cho cái sự thiếu sót này thì đây là loại LiDAR thể rắn với cấu hình rất là mạnh mẽ nha anh em. Nó có tầm hoạt động lên tới 10m lượng, nó bền hơn, nó ổn định hơn. Và đặc biệt nhất á, là tần số lấy mẫu của nó lên tới 20.000 20 Hz tức là nhiều hơn gấp từ 3 cho tới 10 lần so với những cái loại cảm biến LSD hay là TOF thông thường trên những cái con robot giá thấp hơn. Trong hầu hết trường hợp sử dụng thì mình nhận thấy cụm cảm biến này mặc dù bị khuyết đi góc quét nhưng mà nó vẫn đủ mạnh mẽ để giúp cho robot di chuyển rất là thông minh và hợp lý. Nói cách khác là sự thay đổi này của X2 Omni nay gần như không ảnh hưởng tới yếu tố di chuyển thông minh của một con robot. Dù vậy thì mình nói cái chữ hầu như là bởi vì trong một số trường hợp X2 Omni vẫn bị đơ ra và di chuyển có phần loạn xạ Như anh em có thể thấy trong video nha Nó bị kẹt ở trong cái góc chân bàn mặc dù cái phần đó là phần rất là đơn giản thật ra là mình nghĩ rằng cái việc mà con x2 omni nó di chuyển lạng xả đến từ cái lỗi phần mềm thôi chứ không phải là phần cứng đâu anh em bởi vì sau mỗi bạn cập nhật đó, thì mình thấy cái tình trạng này càng ngày càng được khắc phục tốt hơn nhưng mà anh em cũng đừng quên là x2 omni sử dụng một cái thuật toán khác biệt hoàn toàn với tất cả những con D bot khác của Ecovacs. Cho nên là việc nó gặp trục trặc về mặt phần mềm khi mà mới ra mắt là điều hoàn toàn dễ hiểu. Và mình cũng thông cảm với X2 Omni vì cái điều đó à, mình sẽ chờ đợi những cái bản cập nhật khác đến thường xuyên hơn để giúp nó ngày càng ngon hơn. Bởi vì mình coi X2 Omni là một cái phiên bản với rất nhiều nâng cấp về mặt cảm biến và nó là một viên ngọc thô. Nó cần được mài dũa để ngon hơn chứ khó mà đòi hỏi nó ngon ngay được. À mà nói về robot đó thì phải nói về cái khả năng dọn dẹp chứ đúng không? với cái lực hút 8.000 ba thì mình hoàn toàn không có bất kỳ điều gì để phàn nàn về cái lực hút của con x2 Omni này nó rất mạnh bất kể là bụi nhỏ hay là hạt to nó đều cân được hết mình sử dụng x2 trên cái sàn gạch và mình thấy nó rất là hiệu quả à, mình thấy có nhiều anh em nói rằng cái con x2 này khi mà sử dụng trên sàn gỗ á, thì nó không hút được hết tất cả bụi mịn Ờ, tuy nhiên là cái phòng của mình cũng có sàn gỗ và khi mà mình cho nó quét qua nó hút qua và nó lau qua thì khi mà mình đi chân lên hoàn toàn rất là thoải mái rất là mát chân sạch sẽ không có cái gì để phàn nàn hết Rõ ràng thì cái việc sở hữu cái hình dáng hình vuông khiến mình cảm nhận được sự sạch sẽ rõ rệt ở những cái khu vực góc và cạnh tường. Trước đây thì cứ mỗi vài tháng thì những cái khu vực này nó sẽ bắt đầu dần dần hiện rõ cái sự làm việc kém hiệu quả của những con robot hình tròn. Những cái góc tường nó sẽ bắt đầu nó hiện cái vết ố do bụi nó bám lâu ngày qua mà không làm sạch được hiệu quả. Anh em sẽ thấy được điều này rất là rõ ràng. Nhưng mà khi mà sử dụng X2 Omni những tháng qua thì mình cảm nhận được là cái phần góc tường này nó sạch hơn đáng kể. À, mà có một điểm ít ai nói tới đó là tiếng hút của con X2 Omni này rất êm, nó không ồn và nó không gào như là tiếng của những con robot khác mà mình từng dùng. Tiếng của X2 Omni có khu vực treble khá là cao và kêu đều, kêu liên tục cho nên mình cảm thấy không bị khó chịu và ồn ào khi đang làm việc hay giải trí. Mặc dù lực hút của nó cao á tới 8000 BA lận. À, âm thanh là cái mà ít ai nói tới nhưng mà giá trị lắm nha, tin mình đi. Tiếng của X2 Omni nghe hay lắm, ok lắm. Nghe thử nha. Đây là tiếng của cái lực hút tối đa là 8000 BA này nè. Mình chuyển từ dòng T10 lên X2 Omni và mình nhận thấy việc có cái tính năng tự giặt dẻ và sấy dẻ là một yếu tố vô cùng quan trọng mà lẽ ra mình nên nhận ra sớm hơn. Dẻ sau khi giặt và sấy không còn bị hiện tượng bốc mùi nữa và mình cảm thấy rất sạch sẽ và tin tưởng vào cái con robot này. Mình thì mình rất là ngại cái việc giặt dẻ vì ở những con robot khác á, khi mà cái dẻ để lâu á, thì nó sẽ bị dơ và hôi, ngán lắm. Nhiều khi là mình thay luôn chứ mình không có giặt nữa. À, trên con này thì khả năng giặt dẻ và xử lý mùi của nó vô cùng tốt luôn, rất ấn tượng theo mình ước tính trong quá trình sử dụng thì cứ một bình nước đầy thì nó giặt vẽ được khoảng 6 tới 7 lần thì theo cái nhu cầu sử dụng thông thường của mình thì một ngày mình cho nó lau nhà một lần thì khoảng một tuần mình mới phải chăm nước lại một lần khi mà robot nó biết là nó hết nước thì nó sẽ nhắc anh em anh em chỉ cần chăm cái bình nước mới vô cái bình màu trắng và đổ hết nước dơ trong cái bình màu đen đi là sử dụng được À, nhìn chung là không cần phải quan tâm với cái quá trình chăm đổ nước này bởi vì cái học nước này thì mình thấy tương đối là ổn còn trước đó mình dùng con T10 á thì mình thường xuyên phải kiểm tra là con robot nó còn nước không trước khi mình cho nó chạy còn bây giờ thì hết nước nó tự động nhắc mình không cần phải quan tâm tới nó nữa rất là ổn luôn rất là tiện nghi à mà có một cái điểm rất là ấn tượng trên con x Omni này mà mình muốn nói với anh em đó là khả năng vượt địa hình của nó nghe giống review share, ha. xe ha x Omni mà khi gặp phần g giữa các phòng thì mình thấy là nó rất hung hăng, nó tự động nâng bánh xe lên, nó lùi nhẹ lại một xíu và nó lấy trớn, nó lao lên gờ một cách rất tàn bạo. Mình phải dùng những cái tính từ mạnh như vậy là bởi vì thực sự cái cách mà nó leo lên gờ khiến mình rất là phấn khích và đôi chút có một ít lo lắng bởi vì à, mình sợ là nó leo mạnh quá nó lực quá cho nên là mình sợ nó bị hỏng hóc nó bị trầy thôi à, hồi trước mình xài công ty 10 á, có mấy cái phần g này mà nó rớt xuống một cái là xong nó không leo lên được giờ có x2 Omni này mà nó rớt xuống thì nó leo lên vô tư luôn tình trạng robot bị kẹt g phải đến tận nơi giúp nâng nó lên là thứ mà trước đây mình gặp rất là nhiều nhưng mà bây giờ mình không còn phải gặp nữa ờ, nó vừa tiết kiệm thời gian công sức của mình mà nó giúp mình tự tin khi mà đi ra đường mình để cho con robot nó làm việc ở nhà thì mình tin là nó sẽ không gặp bất kỳ một cái rắc rối nào hết nói một tí về cái khả năng điều khiển của X2 bằng app điện thoại nha anh em vì là cái dòng cao cấp nhất nên tính năng của nó trong ứng dụng điều khiển cũng được nhiều hơn các dòng sản phẩm tầm trung khác ha ở giao diện của X2 cũng được trau chuốt hơn so với giao diện điều khiển của con T10 mà trước đây mình dùng khi tạo bản đồ thì có X2 có khả năng sử dụng AI để nhận diện cái dạng phòng và tự đặt tên luôn à, tự phân loại phòng cho mình luôn mặc dù nó không chính xác lắm đâu, cỡ được cỡ 60% thôi nhưng mà cũng tương đối ấn tượng đối với mình và mình nghĩ là mình sẽ không thể nói hết về tính năng của ứng dụng điện thoại trong cái video này, nhưng mà với X2 Omni thì mình tin là anh em sẽ có vô cùng nhiều thứ để mò mẫm tinh chỉnh cũng như can thiệp vào. Điểm cuối cùng mà mình muốn nói trong cái video này đó là ngoại hình. Thật sự thì X2 Omni có phần ngoại hình theo mình là vô cùng hiện đại, tinh tế và phù hợp cho rất là nhiều không gian nội thất. Màu đen nhám của nó rất là quyến rũ. Tuy nhiên là anh em lưu ý là bề mặt này hơi dễ trầy nha phần nút nguồn làm theo kiểu ba chấu với đèn led tín hiệu xanh nhìn đẹp giả man luôn trên trạm sạc của nó được tôn điểm bằng một cái phần viền giả kim loại bóng để tạo điểm nhấn và cái phần viền này khi đang sạc hay là khi đang cho robot hoạt động đó, thì nó sẽ có một cái giải đèn led màu xanh dương sáng lên nhìn hay ho lắm kìa mình nghĩ là cái ngoại hình của robot giờ cũng là thứ khiến cho anh em quyết định là có chọn mua hay không bởi vì một con robot dù có xịn thế nào nhưng mà nó không đủ đẹp để tôn vinh ngôi nhà của anh em á thì anh em cũng ngại xuống tiền cho nó lắm trên đây là những cái chia sẻ của mình sau khi được sử dụng cái con Depot X2 Omni của Ecovacs gần cuối năm rồi nè. Dịp uh, mua sắp, sắp tới rồi. Nếu mà anh em đang tính mua một con robot hút bụi lau nhà để giúp cho cuộc sống đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn và sạch sẽ hơn, thì mình cũng hy vọng là cái video của mình là một cái gì đó đủ tốt để anh em có thể tham khảo được. Ok, chúc anh em vui vẻ. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video sau nha. Tạm biệt anh em.